Giá trị của một cây thân cổ luôn được biểu thị bằng những vòng vân gỗ. Gỗ càng quý, càng nhiều vân đẹp. Với một thành phố, những tuyến vành đai là sự biểu thị rõ nét nhất về sự phát triển của thành phố đó. Các tuyến đường vành đai đều trở thành mẫu số chung cho việc mở rộng và phát triển không gian đô thị. Có rất nhiều sự tương đồng trong lịch sử, giai đoạn phát triển của Thượng Hải và thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng chỉ trong khoảng 25 năm, Thượng Hải của Trung Quốc đã bứt tốc thành một trung tâm tài chính kinh tế hàng đầu của thế giới. Đó là nhờ Thượng Hải tập trung phát triển hạ tầng và phát triển đô thị theo mô hình Transit Oriented Development, gọi tắt là TOD, là lấy định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng làm cơ sở quy hoạch phát triển đô thị. Không gian đô thị được thay đổi nhanh chóng từng ngày. Thành phố Hồ Chí Minh luôn được ví như đầu tàu kinh tế của Việt Nam, với những vượt bậc về tăng trưởng kinh tế và diện mạo đô thị. Chúng ta đã nghe nói rất nhiều về giấc mơ vành đai 3. Vành đai 3. Vành đai 3. Vành đai 3. Đường vành đai 3 dự kiến là sẽ khởi công vào ngày 18 tháng 6 tới đây. Và ngày hôm nay chúng ta đã chính thức chạm vào giấc mơ ấy. Dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài là 76,34 km qua 4 địa phương: thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, với mức đầu tư là hơn 75.000 tỷ. Đến nay, hơn 87% mặt bằng dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đã được bàn giao. Dự kiến công trình này sẽ đưa vào vận hành năm 2026. Dự án sẽ đánh dấu bước chuyển mình để vươn tầm của thành phố trong giai đoạn mới, bước vào tương lai của những đường vành đai TOD, phát triển đô thị siêu kết nối với hệ thống giao thông hiện đại, đồng bộ từ nội đến ngoại khu, sẽ là mô hình đô thị của tương lai, khát vọng tạo nên bước chuyển mình đột phá. Các tuyến đường vành đai và các trục hướng tâm tạo thành hệ thống giao thông mạng nhện là hạ tầng kết nối các đô thị vệ tinh xung quanh. Vành đai 3 sẽ là vành đai hoàn thiện đầu tiên của thành phố. Động lực của những vành đai kế tiếp 4, 5, 6 là những dấu mốc đánh dấu sự phát triển trong tương lai của thành phố. Thành phố mới với những tuyến đường động lực mới sẽ đưa thành phố Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phá vỡ giới hạn của chính mình, vươn lên tầm cao mới với những kỷ nguyên đô thị mới.